Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách mà lấy cái ống này đã kết ngắn này, mình lấy cái ống này ra để mình sử dụng lại cái tia này, tia giảm này. Đây là tia giảm 42 và chuyển sang 34. Thì cái này mua cũng khá đắt tiền. Thì đây giả dụ như có bị dán keo lửa cửa rồi đó thì lấy ra không được. Bây giờ mình lấy ra và mình sử dụng lại. Thì clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là bằng sử dụng keo và lấy một quẹt đốt và để lấy ra khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ không dùng keo nữa, mình sẽ dùng bình khò. Thì bình khò đây có tác dụng rất là nhiều nha các bạn. Nếu thợ điện nước mình thì sử dụng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ sử dụng trong trường hợp này. Còn hơ đi. Nói chung đừng để cho nó cháy nha các bạn. Hơ sao mà cho ném ném lên là bắt đầu mình có thể tuốt ra được, lấy ra được. Đơn giản. Không cần lửa mạnh đâu nha các bạn, cần lửa nhẹ thôi. Cảm thấy là cái ống phía trên là này này nó ném là mình có thể lấy ra được. Thì cái này thì đèn khò này mua trên thị trường khoảng trăm mấy, về sử dụng rất chi là nhiều việc. Các bạn mua về để sử dụng cho mình một cái nha. Mềm rồi nè bạn. Ok, mềm rồi. Các bạn thấy cái lốp keo nó chảy ra không? Rồi, rất đơn giản. Rồi, sau khi mà lấy tu vít đó chọt nó ra thì mình sẽ dùng kìm nhọn và xoắn. Xoắn ra rất là dễ dàng. Rồi, ok. Các bạn thấy không? Rất chi là dễ. Và phía bên này mình có thể sử dụng lại được nha. Cái tia này mình có thể sử dụng lại được hết nha các bạn. Thì khá đơn giản vậy thôi. Thì mình không cần keo thì mình có thể sử dụng bình khò. Nói chung dùng lửa đốt ném lên là nó chảy ra là mình mềm là mình có thể lấy ra được. Rồi. Các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.